nổi và nhảy rất là cao lên đến 1,7 mét khi bị tấn công. Và bên tay trái chúng ta, bạn đang nằm với chiếc bụng màu trắng linh dương đen Ấn Độ. Có một bạn chim công nữa nhá, đang xè đuôi rất là đẹp bên tay trái. Và bạn ấy đang biểu diễn đường múa để quyến rũ bạn công mái kế bên ạ. Công trước mặt công mẹ rụng hết lòng rồi. Và mùa mưa và đêm là thời kỳ thai lòng của các bạn chim công mà, nên đuôi của bạn rụng khá là nhiều. Và Vinpearl Safari bảo tồn 3 loài chim công Ấn Độ đấy ạ, công trắng, công xanh và công hổ sắc nhé. Mình có đón được đây là bạn công trống hay công mái không ạ? Trống, trống. Dạ đúng rồi, bạn công trống sẽ đẹp hơn các bạn công mái ạ. Trống nghe nó bị đánh tay tu. Nhìn là biết. Và chúng ta có thể thấy bạn công trắng nhé, bên tay phải ạ. Và chúng ta nhìn lại các bạn linh dương đen Ấn Độ bên tay trái nhé. Các bạn linh dương đen Ấn Độ này có bộ lông thay đổi rất là thần kỳ ạ. À. Khi còn nhỏ lông sẽ là màu vàng và lớn lên các bạn được trở thành lông màu đen. Và các bạn chạy với tốc độ 80 km/h. Trong khu vực này các bạn đều là động vật ăn cỏ nhé, nên có thể sống với nhau rất là hòa thuận. Và khi nhìn thấy cánh cổng phía trước đây, mình đã đón được gì chưa ạ? Chúng ta sẽ vào khu vực của các bạn động vật ăn thịt nguy hiểm ạ. Đây có xuống xe không em? Xuống lộng mạng. Nếu mình còn đi đời thì mình hãy trên xe nhé. Và chiếc cổng này hoạt động theo nguyên tắc an toàn, một đóng một mở. Khi cánh cổng phía sau xe đóng lại hoàn toàn, cánh cổng phía trước mới mở ra. Và được điều khiển bởi một anh nhân viên ở phía bên tay trái chúng ta đây. Anh ấy ở trên trời cao ạ. Đấy cũng không dám đứng dưới thấp cơ. Ở trên cao để anh ấy quan sát được xe ra vào ạ. Và nhân vật đầu tiên các bạn, chúa tể sơn lâm ạ. Loài mèo lớn nhất trên thế giới nhé. Các bạn hổ bèn gặp. Hổ bèn gặp đến từ các nước Nepal, Ấn Độ và Bangladesh ạ. Khi trưởng thành bạn được nặng lên đến 300 kg và bạn khải là 200 kg nhé. Và các bạn hổ là loài sống đơn lẻ cũng như có tập tính ẩn náu rất là giỏi ạ. Nên chúng ta hãy cùng nhau tìm xem các bạn đang ở đâu ạ. Ai thấy trước nè, em thấy rồi nha. Chúng ta chuẩn bị tinh thần hướng mắt về phía bên tay trái ạ. Các bạn đang nằm ở phía sau hàng cây đây. Và gần ngôi nhà cũng có một bạn ở đây ạ. Thấy còn mối mà, ở đây xa lắc đây nè. Lắc ở trong gần lưới. Quay là coi như không thấy rồi. Nó nằm sát hàng rào á, nó lắc. Và mỗi ngày một bạn hổ ăn khoảng 10 kg thịt tươi. Các bạn này ăn thịt bò và thịt gà tươi. Đây trên thế giới đã có ngày bảo tồn bạn hổ nhé, quốc tế bảo tồn hổ ạ, diễn ra vào ngày 29 tháng 7 hàng năm. Và chúng ta chia tay với các bạn hổ để đến với ngôi nhà tiếp theo, ngôi nhà của các bạn gấu ngựa châu Á. Các bạn gấu ngựa châu Á này trong môi trường tự nhiên sống khoảng 25 năm ạ. Tuy nhiên trong môi trường bảo tồn với điều kiện chăm sóc tốt hơn, bạn có thể sống lên đến 44 năm ạ. Và các bạn được tìm thấy tại các vùng rừng của châu Á. Chúng ta chuẩn bị tinh thần hướng mắt về phía bên tay trái nhé. Trên sạp gỗ ạ. Bên tay trái chúng ta có một bạn đang nằm rất là thoải mái. Còn màu đen á. Đen khôi à. Nằm đó có
bạn gấu à? Gấu gấu, gấu à, cái tay nó đưa anh tưởng trời ơi. Nằm ngửa. Nằm ngửa anh chơi. Và bên tay phải cũng có một bạn nữa đây ạ. Wow. Hai bạn nhát bên tay phải chúng ta. Và trên cây cũng có một bạn nữa đấy nhá. Bên tay phải ạ. To, nó leo rồi. Cái chỗ. Lá. Lá. Cây. Cao thế nhỉ. Các bạn này khá là phá đấy ạ. Các bạn thường trèo cây, trong tự nhiên thì bạn thường trèo cây để hái trái và lấy mật ong nhé. Và hàng ngày các bạn gấu này ăn cơm trắng, thịt luộc, rau củ và được tráng miệng bằng trái cây ạ. Rất là sang ạ. Và các bạn sẽ có những hồ bơi và biệt thự dành riêng cho mình. Các bạn còn được mệnh danh là các đại gia Vinpearl Safari đó ạ. Và các bạn còn được cho ăn mật ong nữa nhé. Hàng tuần các bạn sẽ được cho ăn 3 lần mật ong. Mật ong được quét lên các tảng đá và gốc cây để các bạn có thể đánh hơi và tìm đến ạ. Đây là cách duy trì tập tĩnh của loài gấu đây ạ. Và chúng ta chia tay với các bạn gấu để đến với ngôi nhà của các vị vua đồng cỏ Savan ạ. Các bạn sư tử châu Phi. Gấu này chắc được ăn mật ong thật rồi em ha. Chứ dạ, người mình là mua nhà mật ong giả không? Và chúng ta có thể thấy xung quanh những đường lai xung điện 8kV một chiều ạ. Làm cho các bạn em hoảng sợ khi chạm phải và không gây sát thương nhé. Tránh cho các bạn chạy ra bên ngoài. Và ngay bây giờ phía bên tay phải chúng ta đây ạ. Đó, nó nằm ra sẽ được. Trên sập gỗ đây là vị vua của ngôi nhà số 1 đây ạ. Có thấy xe nó không có sợ hả? Các bạn này đã quen với những chiếc xe đi vào trong này. Nó không sợ hả? Mình vui lòng không gỡ tay vào cánh xe giúp em nhé. Cái nó không có bờ. Bạn được sẽ có bờ mà và có bạn cái thì không có bờ nhá. Đóng nó cả. Và một gia đình khác ở phía bên trong hàng rào bên tay trái chúng ta. Bên ngoài hàng rào là một gia đình khác ạ. Hai gia đình khác nhau. Và các bạn sư tử cái phía bên tay phải này ạ. Vợ của anh chồng chúng ta vừa mới xem lúc nãy. Có một con đực à ha. Mỗi một gia đình sẽ có một anh chồng khác nhau ạ. Hai gia đình là hai anh chồng. Cái này không thấy con đực ha. Anh chồng chúng ta vừa mới lướt qua đây ạ. Chưa có sư tử con đó. Các bạn về đây để cho ra đời nhiều lứa con non rồi. Chúng ta có thể bắt gặp con của bạn ấy tại khu vườn thú ngự. Khu thiết kế dành riêng cho đi bộ. Và trong khu vườn các bạn đồng bọn ăn thịt sẽ có những chiếc xe chuyên dụng được cọc thép đi vào trong này. Các anh ở trên xe quăng thức ăn qua cửa sổ xuống cho các bạn một cách ngẫu nhiên nhé. Bạn sẽ đến thôi và tìm đến để ăn nhậu. Cách cộng hai lớp cuối cùng chúng ta chia tay với các bạn động vật ăn thịt để quay trở lại với các bạn ăn cỏ hiên lành nhưng không kém phần thú vị ạ. Ngựa vằn cơ. Ngựa vằn với tê giác ạ. Và nhân vật đầu tiên trong ngôi nhà các bạn tê giác trắng hai sừng, một loài cực kỳ quý hiếm trên thế giới đó ạ. Các bạn cũng là loài tê giác nặng nhất trong năm loài tê giác nhé. Trọng lượng trung bình của các bạn tại đây là 2,5 tấn. Wow, 2,5 tấn.
rất là nhiều các bạn tê giác bên tay phải chúng ta xa xa nhé. Và bên tay trái chúng ta có thể bắt gặp bạn tê giác con vừa mới chào đời tại Vinpearl Safari Phú Quốc vào tháng 4 vừa rồi đây, để bên trong chuồng ạ. Rất là nhiều các bạn tê giác nhé. Các bạn đến từ Nam Phi ạ, và bạn sẽ qua bên đây bằng chuyên cơ riêng cho mình. Ba con đó, các bạn còn gì ạ? Rồi, nó chặn đường xe buýt rồi. Giống như chúng ta phải ạ. Chết rồi, chặn đường xe buýt rồi. Anh em cùng nhau, từ từ, từ đây, anh em cùng nhau nè. Cùng nhau, nó đúng nhau. Từ từ nhé. 1, 2, 3, vô. Đường chạy có thầy. Hết rồi, hết rồi. Cùng nhau đó, chứ cùng gì. To quá, trời to. Nó bị sức thuốc tím không em? Thì các bạn này đấu nhau à, và bị thương nhé, các anh nhân viên đã sát trùng cho các bạn. Bút kèn đi. Này hết chưa các bạn, mọi những cái chảo vậy. Cái chảo. Nhiều quá ha, tê giác nhiều ghê. Và mỗi ngày một bạn tê giác ăn 100 kg thịt và cặp. Các bạn đang bỏ thôi, ngoài ra còn cà bắp, cà rốt cũng như là khoai lang. Và bạn tê giác có một lớp da khá là dày đó, lên đến 5cm nhé. Tuy nhiên với cấu trúc mắt lưới và thường xuyên tạo dịch tiết thu hút côn trùng, nên các bạn rất thích ẩm bụng ạ, để làm mát cho cơ thể và bảo vệ làn da của mình. Rất biết hưởng thụ đi ạ, đi spa tắm bụng mỗi ngày. Các bạn tê giác này có thị giác khá là kém nhá, bạn sẽ đánh dấu lãnh thổ bằng mùi phân và nước tiểu của mình. Bạn sẽ dùng hai chân sau để xới phân ạ, sau đó di chuyển trên đất và trên đất lưu lại mùi của bạn, và bạn có xu hướng đi theo mùi của mình. Có một loài chim không bao giờ bài nhá, loài chim lớn nhất trên thế giới nhưng không biết bài ạ, bạn đà điểu. Và các bạn, ngựa vàng này còn được mệnh danh là các siêu vòng ba của Vinpearl Safari ạ. Các bạn to lớn vừa lửa khoa chúng ta là bạn Linh Dương Đông Phi nhé, bên tay trái. Này tê giác cũng trắng luôn á. Các bạn tê giác trắng hai sừng đi ạ. Bên tay trái chúng ta. Chúng ta có thắc mắc tại sao bạn có làn da màu đen mà có tên là tê giác trắng không? Như là suối vậy ạ. Cái đó là bia hơi. Phía bên kia đá với kìa. Nhiều quá. Tê giác là nhiều nhất đó. Mà mình mang nó về là nó lớn như vậy rồi. Các bạn mới về khoảng 6 tuổi nhá. Và hiện tại là bạn khoảng 10 tuổi rồi đây ạ. Và thời gian mang thai của các bạn tê giác này rất là dài ạ. Từ 16 đến 18 tháng ạ. Gấp đôi con mình. Tuy nhiên mỗi lần sinh các bạn chỉ sinh một cá thể duy nhất, và trong tự nhiên từ 3 đến 4 năm các bạn mới sinh lại một lần nữa ạ. Để có một bạn tê giác ra đời rất là khó khăn, nhưng theo ước tính trên thế giới cứ mỗi năm lại có hơn 1.000 cá thể tê giác bị giết đi đấy ạ, bị nạn săn bắt sừng ạ. Và các nhà khoa học cũng đã chứng minh sừng tê giác thành phần chính là keratin, cũng giống như là sừng trâu, sừng bò hay là móng tay, móng chân của con người thôi ạ, hoàn toàn không có tác dụng trong việc chữa bệnh nhé. Và tại Việt Nam cũng đã từng có loại tê giác da ba một sừng, tuy nhiên bạn cuối cùng cũng đã bị giết chết và phát hiện sáng tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên vào năm 2010 ạ. Tuyệt chủng của loài tê giác tại Việt Nam. Ngày nay để bảo vệ các bạn tê giác, các nhà khoa học đã tiêm vào sừng của bạn ấy một loại chất độc ạ. Chất độc này sẽ không ảnh hưởng đến tê giác nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng nhé. Có xài sừng tê giác.
và tiếp tục hành trình chúng ta chia ta và các bạn về xác để đến với ngôi nhà tiếp theo. Trong khu vực này có khá là nhiều các bạn linh dương nha. Các bạn với vòng trắng sau mông bên tay phải chúng ta linh dương nước. Có nhiều quý khách nói vui là cái đuôi của bạn cũng ngoắc qua ngoắc lại, ngoắc qua ngoắc lại, nghĩa là nó trắng chỗ đó luôn ạ. Và bạn linh dương Niala của bộ lông màu vàng sọc trắng trên thân thể nhá, bên tay trái chúng ta. Gia đình linh dương Đông Phi bên tay phải ạ, loài linh dương lớn nhất trên thế giới. Sừng xoắn xoắn. Và phía trước đây là bạn linh dương đèn lớn ạ, cặp sừng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đến với các siêu mẫu chân dài trong ngôi nhà đây ạ. Dạ đúng rồi các bạn, muôn câu cổ. Rất là nhiều các bạn hô câu cổ phía bên tay trái luôn nhé. Và trong khu vực này các bạn đều là động vật ăn cỏ ạ, nên các anh nhân viên có thể vào trong này làm việc. Và xa xa bên tay trái cũng có các bạn nhé. Thỉnh thoảng nếu như chúng ta bắt gặp các bạn đứng yên như tượng với cặp mắt mở thì có thể bạn đang ngủ ạ. Và với chiếc cổ cao như vậy, các anh nhân viên sẽ dùng rồng rọc để kéo vỏ lá lên trên cho các bạn ăn một cách dễ dàng. Bên tay phải chúng ta nhìn lại bạn hô con cổ. Các bạn này ăn lá me keo, lá mít, ngoài ra còn có cả chuối và cà rốt luôn ạ. Bạn có chiếc lưỡi dài khoảng nửa mét nhé, để giúp các bạn tuốt lá trên đầu. Và với chiếc lưỡi dài như vậy, bạn có tật xấu là dùng lưỡi để ngoáy mùi của mình ạ. Các bạn có chiếc cổ dài khoảng 2 mét, tuy nhiên chỉ có 7 đốt sống cổ giống như con người ạ. Và khoảng cách giữa các đốt sống cổ rất là dài. Với chiếc cổ dài như vậy, bạn có một quả tim to lớn để có thể bơm máu lên não một cách dễ dàng nhé. Chính vì thế mà quả tim của bạn nặng khoảng 10kg đây ạ. Quả tim nặng nhất trên đàn. Và chúng ta có thể bắt gặp khá là nhiều các bạn ngựa vằn phải không ạ? Chạy dài từ khu tê giác qua đến tầm đây ạ. Denver Safari bảo tồn hơn 100 cá thể ngựa vằn. Và bên tay trái chúng ta đây là loài ngựa vằn đồng cỏ, có thân hình thấp bé nhất trong các loài ngựa vằn trên thế giới. Và bạn với cặp sừng thẳng và nhọn như thanh gươm, linh dương sừng kiếm nhát. Bên tay trái đây là linh dương sừng kiếm ạ. Và một cuộc thi khoe vòng ba phía bên tay phải, những cặp mông căng tròn ạ. Và các bạn ngựa vằn này thường ăn và ngủ khi đứng cạnh nhau. Khi bị tấn công, các bạn sẽ di chuyển theo đường xích xích. Những sọc trắng đen trên cơ thể sẽ làm hoa mắt những kẻ săn mồi nhé. Và bạn chạy với tốc độ 65 km/h. Bên tay trái chúng ta, các bạn linh dương Đông Phi ạ. Khi trưởng thành, bạn được nặng lên đến 900kg và bạn cái là 600kg nhé. Bạn được sẽ có chiếc sừng xoắn hơn là các bạn cái. Và chúng ta sẽ nhìn thêm một người bạn mới ở phía bên tay phải ạ. Các bạn bò sừng dài Châu Phi. Ôi, sừng đẹp quá. Sừng này đây làm treo tường nè, đúng không? Trang trí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhìn cặp sườn khá là to lớn nhưng thực chất bên trong là cấu trúc rỗng ạ. Với những mạch máu li ti để giúp các bạn nuôi sừng và điều chỉnh thân nhiệt. Và khi trưởng thành khoảng cách giữa hai đỉnh sừng lên đến 2 mét. Chúng ta có thể thấy bạn B con nhé, bạn được sinh ra tại Vinpearl Safari Phú Quốc luôn nha. Và các bạn tại đây đã thích nghi với điều kiện thời tiết nên đã cho ra đời nhiều cá thể con non. Chúng ta nhìn lại các bạn ngựa vằn bên tay phải và tay trái. Các bạn ngựa vằn này khi đứng cạnh nhau sẽ tạo thành ảo ảnh quang hợp lập để giúp các bạn đánh lạc hướng kẻ thù. Cái mô đề thú vị, chúng ta có thể dựa vào đôi tay để biết cảm xúc của các bạn như thế nào đấy ạ. Khi vui tay của bạn ngựa vằn sẽ đứng lên nhé. Khi buồn tay cụp xuống và khi hoảng sợ tay sẽ đẩy ngược về phía sau. Và bên tay phải chúng ta, đây là nhà hàng Hô Câu Cổ. Quý khách có thể dừng chân tại đây nghỉ ngơi ăn uống cũng như tận tay cho các bạn Hô Câu Cổ ăn ạ. Và mỗi màu bạn Hô Câu Cổ sẽ có những đốm rất là khác nhau, giống như là bông tai của con người đó. Không bạn nào giống bạn nào nhé. Và thưa quý du khách, đến đây hành trình khám phá khu bán hoang dã cũng đã kết thúc rồi. Trước khi xuống xe, xin quý du khách vui lòng kiểm tra hành lý tư trang cá nhân của mình một lần nữa nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Và chúng ta di chuyển thẳng ra cổng Nga Voi là sẽ vào khu vực phường Thủ Mở được thiết kế dành riêng cho đi bộ đấy ạ.